Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu tiếp phần 4, đó là phần kiểm tra và đo đạc, xác nhận lại chi tiết của bơm xem có đạt yêu cầu hay không. Đối với phần này thì các bạn cần chú ý như sau. Đối với bơm HPV 95 và HPV 160 đều như nhau. Thứ nhất là đối với bơm đại tu bơm mà khi chúng ta cần đánh giá, chúng ta cũng chia tôi xin nhắc lại, chúng ta chia ra làm ba cái mức độ cấp độ khác nhau A, B, C. A là tốt, B là chúng ta có thể sửa chữa và C là chúng ta nên loại bỏ. Thứ nhất là cấp độ A. Đây là cấp độ mà các bạn có thể kiểm tra bằng mắt, chúng ta có thể nhận biết được là nó đạt yêu cầu hay không. Ở cấp độ A thì các bạn kiểm tra thì toàn bộ chi tiết của chúng ta gần như còn nguyên vẹn, không có rủi ro ở trong quá trình chúng ta tái sử dụng lại. Đối với cấp độ B thì ở cấp độ này các bạn kiểm tra mắt thì các bạn có thấy những có khuyết tật nhưng mà nó ở trong cái phạm vi tiêu chuẩn của chúng ta, vì vậy chúng ta có thể gia công lại được và chúng ta có thể tái sử dụng lại được, như chúng ta gọi nó cấp độ B. Còn đối với cấp độ C thì là cấp độ mà chúng ta kiểm tra chúng ta không thể tái sử dụng được. Giả sử trong trường hợp có tái sử dụng được thì cái tuổi thọ của nó cũng rất là ngắn. Vì vậy là chúng ta cũng không sử dụng chi tiết ở loại này. Chúng ta nên loại bỏ. Và như vậy tôi xin giới thiệu với các bạn kiểm tra chi tiết tiếp theo của phần kiểm tra. Đó là kiểm tra mặt trà, chúng ta hay gọi là mặt đĩa trà đó, đúng không ạ? Tiếng Anh nó là gặp van plate. Đối với chi tiết này thì chúng ta có những các tiêu chuẩn để kiểm tra như sau. Thứ nhất, về vị trí kiểm tra thì chúng ta sẽ kiểm tra ở hai bên mặt trà, của bên của mặt trà. Nội dung kiểm tra thì chúng ta kiểm tra cái sự xước, vết dẹt cũng như là độ đổi màu của mặt trà đấy, và độ xâm thực ở vòng quanh những các cửa của mặt trà. Sau đây ta cùng đi kiểm tra các chi tiết khác nhau, các ví dụ khác nhau. Thứ nhất, trước khi sang kiểm tra phần chi tiết ví dụ này thì các bạn thấy là trong cái phần mặt trà này thì chúng ta sẽ có các tiêu chuẩn kiểm tra. Đó. Tiêu chuẩn kiểm tra đối với mặt trà thì các bạn nhớ là cái vết xước của chúng ta độ sâu không quá 0,1 mm, chiều dài của vết xước là không quá 0,2 mm và chiều rộng của vết xước là cũng không quá 0,1 mm. Đối với bước của vết xước, tức là khoảng cách giữa các vết xước với nhau thì là nhỏ hơn 0,01 mm. Như vậy, căn cứ vào cái tiêu chuẩn này ấy, thì chúng ta sẽ quay sang cái phần để khi mà chúng ta kiểm tra, chúng ta sẽ so sánh để làm sao để phân biệt được chi tiết chúng ta là chuẩn, là đạt yêu cầu cấp độ A hoặc là cấp độ B hoặc cấp độ C. Đối với cả hình vẽ này, các bạn sẽ thấy là chúng ta đánh giá ở cấp độ B có một số các chi tiết ở trong vòng tiêu chuẩn đó. Mặc dù là trên bề mặt có đổi màu cũng như là dẹt, chúng ta có thể khắc phục được. Nguyên nhân ở đây thì tôi xin
trình bày với các bạn đó là có thể là do khí ở trong dầu hoặc cũng có thể do cái chất bẩn ở trong dầu nó gây ra cái hiện tượng này. Biện pháp khắc phục chúng ta sẽ dùng gì? Giấy ráp 2000 để chúng ta mài bề mặt cho nó nhẵn. Chúng ta hay gọi là lapping. Ở phần video tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách lapping như thế nào. Đối với cái chi tiết này thì các bạn đánh giá ra sao? Tôi thì vẫn đánh giá cho là B, bởi vì nó cũng nằm trong cái tiêu chuẩn, đó là mặt, đó là vết xước ở trong mạch tràng của chúng ta có độ sâu là nhỏ hơn 0.1, chiều dài thì nhỏ hơn 0.2 và độ rộng là không quá 0.1 mm, cũng như bước vết xước của chúng ta là ít hơn 0.01 mm. Mặc dù là chúng ta nhìn thấy là nó có rất nhiều những cái độ mòn khác nhau, thế nhưng mà về cái phần mòn của nó cũng không quá gì 0.1 mm thì chúng ta vẫn gì tái sử dụng được. Đúng không ạ? Nguyên nhân ở đây thì nó có thể có nhiều, và trong đó có nguyên nhân chính vẫn là gì khí ở trong dầu cũng như là chất bẩn ở trong dầu mà gây ra hiện tượng này. Biện pháp khắc phục thì chúng ta cũng sẽ sử dụng gì giấy ráp 2000 để chúng ta chà cho chi tiết chúng ta quay lại trạng thái ban đầu. Như vậy tôi đã trình bày xong mấy các bạn cách kiểm tra mặt trà, tiếng Anh gọi là van plate. Đây chúng ta cùng kiểm tra cái mặt trà. Kiểm tra xung quanh. Kiểm tra mặt bên này nữa, nhìn qua đạt yêu cầu không? Kiểm tra mặt gương, mặt trà. Phần tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn cách kiểm tra chi tiết, chúng ta hay gọi là chiral, tức là gì? Gối đỡ, đúng không ạ? Chiral viết tắt của từ tiếng Anh. Đối với cả chi tiết này, chúng ta có những nội dung các điểm kiểm tra như sau. Thứ nhất, chúng ta chỉ có một điểm kiểm tra thôi, đó là gì? Gối đỡ của hai bên, bề mặt gối đỡ hai bên. Nội dung chúng ta kiểm tra thì gồm cái gì? Thứ nhất, đó là gì? Vết xước cũng như là độ mòn. Và cái bề mặt tiếp xúc của nó là làm sao cho nó khớp, đúng không ạ? Về tiêu chuẩn ở đây thì chúng ta sẽ có các tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất là về cái bề mặt của nó, vết xước độ sâu không quá 0.1 mm, chiều dài thì không quá là 5 mm, cũng như chiều rộng là thấp hơn 1 mm. Về bước của vết xước, xin lỗi, bước của độ mòn của chúng ta cũng như vết xước là ít hơn là thấp hơn là 0.03 mm. Về đường kính trong, nếu các bạn đo cái đường kính trong của gối đỡ của gối đỡ này ấy, thì chúng ta sẽ đo đường kính khoảng phi 85 và dung size là 0.05 đến 0.04. Về hai bên chênh nhau là 0.01 mm. Đó là các tiêu chuẩn để chúng ta kiểm tra mặt cái gối đỡ này, đúng không ạ? Mình gọi là gối chào hoặc gối đỡ. Sau đây tôi cùng với các bạn kiểm tra một số chi tiết làm ví dụ cho cái gối đỡ này hoặc gối chào này. Đối với chi tiết này các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta đánh giá là loại B. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vẫn khắc phục được bề mặt của nó đạt yêu cầu, cũng như là vết xước, cũng như độ sâu, cũng như là đường kính. Mặc dù chúng ta nhìn có sự đổi màu nhưng mà cũng không chúng ta vẫn xử lý được. Nguyên nhân thì nó có nhiều,
Nhưng mà đây là một trong nguyên nhân gây ra chính, đó là gì, các hạt kim loại qua quá trình dầu bẩn cũng như chi tiết khác nó bị vỡ, nó bị gây ra. Đó. Thế thì biện pháp khắc phục thì chúng ta dùng gì, giấy ráp 200, à xin lỗi 2000, để chúng ta gì đánh cho nó phẳng. Một ví dụ thứ hai của gối đỡ hoặc gối chao đó là gì, cái mặt gối chao này các bạn nhìn thấy là chúng ta vẫn đánh giá là B bởi vì nó đạt gì, tiêu chuẩn đúng không ạ, độ sâu nhỏ hơn 0.1, chiều dài nhỏ hơn 5 và chiều rộng nhỏ hơn 1 mm đúng không ạ. Chúng ta cũng dùng gì, giấy ráp để chúng ta đánh đúng không ạ, giấy ráp 2000 đấy ạ. Ví dụ thứ ba đó là chi tiết này, các bạn nhìn thấy vết xước đấy, ở phía trên thì nó rất là gì, nhiều đúng không ạ, sâu dài, vì vậy chúng ta đánh giá loại C và chúng ta bỏ đi, chúng ta không gì xử lý, bởi vì nó xử lý thì tuổi thọ nó cũng rất là ngắn. Nguyên nhân ở đây do chi tiết chúng ta trong hệ thống thủy lực chúng ta nó bị vỡ, nó dẫn ra hiện tượng này đúng không ạ. Và chi tiết thứ tư để chúng ta kiểm tra đó là các bạn nhìn thấy ở trên này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cũng là loại C bởi vì cái vết ở giữa ấy, nó lõm đúng không ạ, độ sâu lớn hơn là gì, 1 mm. Như vậy chúng ta cũng gì loại bỏ, không nên sử dụng cái này đúng không ạ. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn cách kiểm tra gì gối đỡ hoặc là gối chao mà tiếng Việt chúng ta hay sử dụng, còn tiếng Anh nó gọi là correlator. Đây là cách kiểm tra gì dốc càng, hai cái mặt lõm và mặt khuyết để mặt gương của chao ta nó chỉ vào. Bên này chúng ta cũng nhìn qua xem có gì bất thường hay không. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn phần kiểm tra chi tiết mặt trà, tiếng Anh hay gọi là van plate, cũng như là gối chao, gối đỡ của gối chao là carrier. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, phần kiểm tra tiếp theo và các chi tiết của bơm. Mọi thắc mắc các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi.komatsuvietnam@gmail.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới, tôi xin sẵn sàng trả lời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.